Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Dân tộc và miền núi của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Nam có 9 huyện miền núi, trong đó 6 huyện miền núi cao với nhiều nguồn lực đầu tư như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thời gian qua, Quảng Nam đã kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Nguồn lực đầu tư của các chương trình đã tác động tích cực đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là nội dung chúng tôi muốn truyền tải đến quý vị trong chuyên mục Dân tộc miền núi hôm nay. Những năm gần đây, huyện Đông Giang đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông. Cụ thể là tuyến đường nội thị bờ Tây sông A Vương có điểm đầu từ đường Hồ Chí Minh thuộc thị trấn Prao đến thôn A Dung của xã A Roi, tổng kinh phí hơn 170 tỷ đồng. Đường nội thị phía đông kết hợp hạ cốt nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao với kinh phí gần 250 tỷ đồng. Tuyến DT609 kết nối từ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc lên đường Hồ Chí Minh đang được nâng cấp mở rộng giai đoạn 2. Cùng với đầu tư các tuyến đường trọng điểm, huyện Đông Giang cũng tăng cường kiên cố hóa giao thông nông thôn. Phía sông mình đi vất vả lắm. Vất vả mình đi sát suối, sát sông luôn, khó khăn lắm. Hồi trước mình bơi cái sông này không có đường. Mà giờ mình đi có rồi, mình bà con đây cũng nói chung cũng hoan nghênh được á, như đây là cũng cảm ơn nhà nước, thật cũng làm cũng tốt, thật cũng rộng rãi. Tuyến đường phía tây bờ tây sông A Vương này á, đây là cơ hội và điều kiện để bà con xã Roi nói chung, thôn A Dung và Cá Đắp nói riêng á, là phát triển kinh tế, là giảm nghèo bền vững, đồng thời cũng là điều kiện tạo điều kiện giao thương đi lại thuận tiện. Huyện Đông Giang chủ trương đẩy mạnh liên kết vùng, liên kết điểm đến để hình thành các vùng sản xuất nông lâm sản hàng hóa. Để đạt mục tiêu này, việc từng bước hoàn thiện hạ tầng, nhất là giao thông, đường dân sinh luôn là ưu tiên của địa phương. Cơ sở hạ tầng là những cái điều kiện và cái tiền đề đầu tiên để phát triển kinh tế xã hội. Thì hiện nay thì huyện đã đề xuất ủy ban dân tỉnh rất là nhiều các danh mục. Tuy nhiên về nguồn lực của tỉnh sẽ xem xét là ưu tiên bố trí các cái danh mục cần thiết. Những cái dự án liên vùng, liên xã để kích thích phát triển, đặc biệt là các cái tuyến giao thông. Cái tuyến giao thông để kết nối giữa các xã đi vào các cái khu sản xuất. Khu vực phía Tây Nam của Quảng Nam có tiềm năng rất lớn, được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu, phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy khu kinh tế mở Chu Lai. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống đường bộ kết nối từ vùng động lực phía Đông và khu kinh tế mở Chu Lai đến các huyện vùng Tây Nam vừa giải quyết nhu cầu đi lại, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế giữa các địa phương. Đối với hộ dân ảnh hưởng bởi dự án, đoạn qua huyện Tiên Phước có 1.108 hộ ảnh hưởng thu hồi đất, diện tích thu hồi 32,3 ha. Nguyện vọng của nhân dân thì nếu con đường nào nó phát triển lên thì nền kinh tế của địa phương thì phát triển rất là đáp ứng, vì Tiên Phong là có một cái cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng trên 1.000 công nhân hiện nay là đang phát triển. Nhưng mà cái đường nào khi mà nó làm xong thì nó vô lưu hàng hóa và nó phát triển của địa phương trong cái thời gian đến. Dự án liên cái vùng đã khởi công, đang triển khai thi công. Đây là niềm vui lớn của nhân dân xã Tiên Phong và Tiên Mỹ. Và cái tuyến đường này hy vọng rằng nó sẽ trở thành một động lực phát triển kinh tế cho hai xã này. Hai xã Tiên Phong, Tiên Mỹ đang trên đường xây dựng nông thôn mới. Và tuyến đường đi qua nó sẽ tạo là cơ hội, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của hai xã này. Đảm bảo được cái giao thông đi lại cho bà con nhân dân và đáp ứng được cái yêu cầu nguyện vọng của bà con trong những năm qua. Và cũng mong bà con trong thời gian đến cùng hợp tác với cơ quan nhà nước, với các đơn vị bồi thường giải phóng mặt bằng để đồng thuận cùng với nhà nước bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án được sớm hơn và nó đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Tuyến giao thông liên kết vùng miền Trung được thực hiện giai đoạn cuối qua huyện Bắc Trà My. Nơi đây có 226 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 2 hộ bị giải tỏa trắng. Dự án sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế của Hàn Quốc và vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư 768 tỷ đồng. Nhiều hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để nhà nước thi công công trình giao thông huyết mạch này. Chính vì sự vào cuộc các thành trị nên là có thể nói đến bây giờ thì cơ bản là việc giải phóng mặt bằng tại thị trấn Trà My đã hoàn thành.
còn Trà Dương thì còn một số hộ dân thì chúng ta đang quá trình thực hiện. Thì hy vọng với cái việc cam kết và cái sự vào cuộc cả chính trị cùng với sự đồng lòng của người dân thì có thể hoàn thành đúng cái tiến độ theo cam kết của ủy ban với lại ủy ban nhân tỉnh để thực hiện cái dự án trong thời gian đến. Giai đoạn 2021-2024, huyện Bắc Trà My được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 là hơn 200 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, huyện đã lồng ghép đầu tư từ sinh kế cho nhân dân, thực hiện tái định cư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, các thiết chế văn hóa. Gia đình tôi cũng là người đầu tiên hưởng ứng trong cái vấn đề nghĩa là lồng đường và tiếp tục là để xây dựng cái nông thôn mới ngành phát triển lên. Thì qua vấn đề lồng đường thì qua một số dân người ta rất phấn khởi. Thì thứ nhất là con em đi học rất thuận tiện. Thứ hai nữa là vấn đề vận chuyển có cơ vật liệu xây dựng đồ có cái công trình đồ này kia với lại cuộc số kè của dân thì là rất quá ngon, dân rất yêu cầu. Và đó là dân cũng thấy là vấn đề này là nó có đem một cái lợi nhuận cho dân rất cô trong quá trình nghĩa là mở một tuyến đường này ra. Có dịp về từng thôn bản ở huyện vùng cao Bắc Trà My mới thấy rõ sự đổi thay. Tại xã Trà Giang, hạ tầng giao thông nông thôn nơi đây được đầu tư khang trang đồng bộ. Về cái đời sống của bà con các đồng bào dân tộc thiểu số ở trong thôn cũng như là trên toàn thôn thì từ khi được nhà nước quan tâm đầu tư về các cái đường trường trạm thì đời sống bà con thay đổi rõ rệt. Trong những năm trước đây thì người dân đi qua lại rất là khó khăn, nhất là vào trong mùa mưa thì các em học sinh đi học qua lại hết sức là khó. Từ khi xây dựng cái cầu đến nay thì người dân hết sức phấn khởi trong cái mùa mưa cũng như cái vận chuyển lâm sản qua lại cái tuyến đường này để phục vụ cho người đồng bào dân tộc thiểu số ở trong cái khu vực phía xa cái cầu này. Những năm gần đây, với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Trà My đã có những bước tiến mới. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2-3% trên một năm, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kết quả công tác giảm nghèo là nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn và sự đoàn kết đồng lòng của đồng bào các dân tộc huyện Bắc Trà My. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn vẫn còn chậm so với yêu cầu. Nguồn nhân lực các phòng ban không đáp ứng đủ nhu cầu giải quyết công việc của chương trình mục tiêu quốc gia. Bắc Trà My có rất nhiều cái dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thì cũng phải tập trung vào giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra. Ngoài ra thì cũng rất nhiều cái dự án trọng điểm, trong đó có 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời cả năm 2022 và năm 2023 là chuyển vào. Chính vì vậy rất khó khăn về cái việc con người để thực hiện các cái quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng. Cái việc giải ngân có thể nói là năm nay cũng khá chậm, không đạt như cái mong đợi mà huyện đề ra. Tuy nhiên thì với cái quyết tâm của huyện thì sẽ cố gắng thực hiện đảm bảo đúng quy định và sẽ hoàn thành cái khối lượng giải ngân lớn nhất. Đối với huyện miền núi cao Nam Trà My, xác định năm 2024 tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển giảm nghèo bền vững, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn như Nam Trà My. Đến nay làng mới Bằng La, xã Trà Leng đã khoác lên màu áo mới. Theo người Bơ Non ở Trà Leng, Bằng La là vùng đất bằng phẳng. Cái tên ấy đặt cho khu tái định cư được xây dựng với tốc độ khá nhanh như một hy vọng sẽ là vùng đất an toàn cho người dân sinh sống. Hạng mục này là cơ bản thì những cái phần là kè đồ mé kè là đường đi bộ cũng là tương đối đã hoàn thiện. Còn những cái điểm nhấn để cây xanh trồng cỏ thì nó thực sự thì chắc công ty cũng cố gắng qua tách để hoàn thiện sớm hơn, tạo nên những cái điểm nhấn cho được tạo ra được cái vẻ đẹp cho khu Bằng La. Sau câu chuyện an cư, địa phương tiếp tục hỗ trợ đồng bào khôi phục sản xuất, từng bước tìm kiếm sinh kế lâu dài cho người dân. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo, địa phương đang nỗ lực hoàn thiện hạ tầng khu dân cư này, đồng thời hỗ trợ sinh kế để bà con đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
đầu tư hỗ trợ cây giống như thế này để bà con cũng trồng, chăm sóc rồi phát dọn, rồi hàng năm một năm là ba bốn lần phát dọn. Thì tính ra nếu mà phát dọn thường xuyên một năm ba lần là 10 năm là bà con thu nhập được. Nam Trà My được đầu tư bởi ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết 88 và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ trên địa bàn huyện Nam Trà My là hơn 177 tỷ đồng. Sau khi mở cái tuyến đường đến đường thông nóc thì hiện nay thì người dân đã rất là phấn khởi. Thứ nhất là tạo được cái việc thuận lợi đi lại cho người dân. Trong đó là đặc biệt là giáo viên ở các bản làng. Trước đây thì không có đường giao thông thì giáo viên từ xã đến thôn phải đi bộ từ 2 đến 3 tiếng. Nhưng hiện nay sau khi mở tuyến đường giao thông thì hầu hết thì việc mà đi lại của giáo viên rất là thuận lợi. Bây giờ là người ta đi bằng cái phương tiện, bằng xe máy. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Nam Trà My được đầu tư hơn 115 tỷ đồng cho các dự án hợp phần của chương trình. Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đảm bảo các dự án được triển khai theo đúng tiến độ. Hàng tuần là phải nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo công tác đầu tư công. Để trên cơ sở đó rồi chúng ta giải quyết những cái khó khăn vướng mắc, ví dụ như nó khó khăn trong vấn đề giải phóng mặt bằng, rồi nó khó khăn trong vấn đề nguyên vật liệu, rồi kể cả là một số nhà thầu hiện nay đôi lúc nó cũng một số nhà thầu nó về năng lực thi công đôi lúc nó cũng còn hạn chế, nên cũng phải đôn đốc. Và bên cạnh đó thì cũng phải phân công thường xuyên kiểm tra giám sát trong cái việc thực hiện tiến độ cũng như vấn đề giám sát vấn đề chất lượng các công trình. Quảng Nam có 70 xã được hưởng các chính sách từ chương trình mục tiêu quốc gia. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn và miền núi Quảng Nam được tăng cường đầu tư với khoảng 1.684 công trình. Chương trình được đầu tư trọng tâm, trọng điểm sẽ là đòn bẩy làm thay đổi diện mạo vùng miền núi Quảng Nam trong tương lai. Chuyên mục Dân tộc và miền núi của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.